Coi như giấu cha mẹ chuyện sống thử đúng không? Dạ, đúng rồi. Bữa nay biết hết rồi. Anh ra, anh leo bằng rào, tức là cái cổng người ta khoa anh leo bằng rào, anh nhảy xuống sao mà cái tay anh móc vô. Móc cái tay vào. Đứt cái gân này, mà lúc anh không biết luôn. Bắt đầu giấu cái tay sau vậy nè, thì bắt đầu hai đứa đi bộ thành tàn vậy. Bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đến với câu chuyện đầu tiên của cặp vợ chồng số 1. Rồi, mời hai em. Em chào chị Hồng Vân. Dạ, chào anh chị. Trời ơi, hai vợ chồng sao cái mặt giống nhau quá vậy? Có ai nói không? Dạ, dạ có. Em chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em là Phạm Xuân Vũ, nay em 38 tuổi. Em quê ở Nghệ An, em làm kinh doanh. Mời em. Dạ, em tên là Hồ Thị Thúy Nga. Em sinh ra và lớn lên ở Vũng Tàu. Hôm bây giờ thì hai vợ chồng em ở Dĩ An, Bình Dương. Em 35 tuổi. Hai vợ chồng làm chung là kinh doanh về mỹ phẩm, làm đẹp. Vậy là cơ duyên nào mà hai bạn gặp nhau? Bạn của em là có bồ là bạn của vợ em. Lần đầu gặp là lúc đó là em chờ cái bạn của em tới phòng bạn gái chơi, không có bạn gái của bạn ở nhà mà chỉ có vợ em ra mở cửa. Lần thứ hai ra quán cà phê, vợ em lúc đó là mang cái quần đùi áo phông á. Em thấy tướng mứt mập mạp và tròn trịa với đi cái đôi giày doctor á, là em thấy thích. Nhưng mà cái lần đầu gặp là không thích? Có thích. Dạ có, lúc đó lần đầu gặp em vào thấy sao bữa này có ai xin gái thế. Tức là bạn đó đi ra ngoài, nên em ra mở cửa thì gặp cái anh này. Nhưng mà không có ấn tượng gì hết, thấy ông nhòm nhất à. Nhòm nhất rồi. Không có ấn tượng sao lần thứ hai đi uống cà phê với người ta? Là đi chung luôn. Đi theo với nhỏ bạn. À, đúng rồi, em với nhỏ bạn em, còn anh này đi chung với đi bạn. Ông kia. Đi với anh đúng kia, rồi. Đúng rồi. Trời mắt mới thì mặt sọt chi là cho thấy tướng mất. Bạn không nghĩ gì chân đúng không? Không, cái đó chắc là định mệnh rồi. Và sau đó cái cua cô ấy thì sao? Sau cái bữa cà phê đó. Đó. Tuần sau á là đi chơi là hát karaoke về thì mệt á, em mới có nhắn tin hỏi thăm là em có mệt không, có ăn gì không để anh mua tới. Rồi thì, sao cô nói sao? Cô nói mệt quá nghỉ không có ăn. Không ăn uống gì dạ. Đúng không? Dạ. Còn em sao cái hôm karaoke về đã thấm đòn chưa? Chưa, tại lúc em cũng không có bồ nên kiểu như thì nhắn tin qua lại kiểu như bạn bè rồi như nọ. Nhưng mà thấy ông nhắn tin ông quan tâm mình vậy thì cũng có cũng hơi vui vui một xíu. Vui vui dạ, đúng không? Đúng rồi. Rồi bao lâu mới gãy đổ cây bắt đầu ngã rạp xuống? Cũng hơi 2 tháng á. Xong rồi dạ thì ngày hôm đó là em đi chơi với một người bạn của em ở quận 9, thì cái bạn đó là đi với bồ bạn đó, thì có em với một bạn nữa là 3 đứa con gái. Đi chung với một người con trai. Chơi xong rồi đến tối, lúc đó tầm chắc 12 giờ á, anh này mới hỏi em á là ủa sao giờ chưa về nữa, đi xuống đón về. Đi ăn với bạn em mà vừa mới vô quán ok luôn. Anh chạy xuống quận 9. Anh chạy xuống cái anh kêu đi về. Em mới nói giờ vô mới vô hát karaoke thì vô chơi tụi nó xíu về. Cái này anh giận. Giận cái anh chạy về. Chưa là gì mà cũng giận luôn vậy. Ấy là cũng hơi thích người ta hơn mà giận vậy đó. Nhắn tin rồi giận hơn rồi trách móc đồ. Thì em bắt taxi về. Thì anh này hồi lúc đó là anh ở trong cái quán cà phê của một người quen á. Mà lúc đó là khuya rồi, người ta khóa cổng người ta đi ngủ rồi. Cái là em về lúc đó là cũng gần 1 giờ sáng rồi. Thì em mới gọi điện cho anh này là em về ở ngoài này rồi. Anh ra, anh leo hàng rào, tức là cái cổng người ta khóa, anh leo hàng rào, anh nhảy xuống sao mà cái tay anh móc vô á. Móc cái tay vào. Đứt cái gân này mà lúc em không biết luôn. Bắt đầu giấu cái tay sau vậy nè. Thì bắt đầu hai đứa đi bộ thành tàn về phòng trọ, tức là chỗ đó đến chỗ phòng trọ của nhỏ bạn em là chắc cũng gần cây số á. Đi về tới cái xong cái người bạn của anh mới ra mới thấy là cái máu nhỏ ở sau. Trời ơi, em đưa tay lên vậy nè, trời em hết hồn luôn. Kêu đi may không chịu đi may nha. Lúc đó là sau đứt cái gân mà không thấy đau, không biết là cái sự ghen tuông đến cỡ nào mà mới thích người ta có bao nhiêu ngày đâu mà làm cái thái độ gì mà ghê gớm. Em phải mời cái anh bạn của ảnh này, phải gọi cho cái anh đó, xong rồi ảnh phải hốt đưa đi may. Chứng bây tỏ giờ bản lĩnh mạnh mẽ. Vẫn còn cái thẹo luôn, bây giờ phải xăm cái con nhện nhện lên. Cái sức mạnh của điều cái mà sự mà chị mê gái đó em. Bất cần thân thể luôn. Định nói. Trời ơi, gân đứt bặt bặt, không cảm nhận luôn. Mà không thấy đau luôn. Chị, bữa đó đi có 1 cây số đó. Đi thêm cây nữa dám áp lực ngang lắm. Chắc té xỉu luôn. Khô máu. Dạ, đúng rồi. Giỡn đúng rồi. Nhưng mà bữa đó có thấy xây sẫm không? Thấy cũng trong chóng mạch rồi đó. Chứ sao? Dạ. Phải nhờ cái anh bạn kia. Đang dần mà. Anh vạ lúc đó định anh vạ. Vì cái sự cố đó xong bữa đó chắc yêu luôn. Đúng rồi. Đúng là sao lúc đó là có nhận là người ta thấy tội nghiệp. Sao đêm đó là có thường xuyên tới lui tới phòng trọ của cô ấy không? Thường xuyên tới luôn lúc đó là ở lại không? Dạ. Lén lén ở lại. Có mà nhất là đợi khi nhỏ bạn kia đi cái là ở lại luôn. Không có ở lại mà ngủ chung. Có là ngủ chung. Ngủ chung luôn. Ngủ chung bàn kia ngủ luôn, bàn của em cũng ngủ đó luôn. Rồi cái nụ hôn đầu tiên là bắt đầu từ sau cái hôm đứt gân đó lắm. Bao lâu? Cái nụ hôn đó là lúc đi chơi á.
Chưa. Đi chơi em có... Chứ không phải hôn trong nhà trọ. Không, dạ. Hôn liền. Hôn lén, em hôn lén. Đi chơi đâu, đi chơi đâu. Kiểu đi chơi về xong rồi em xuống xe chạy về là anh chạy tới anh hôn của em cái. Hôn cái lúc mà cũng bất ngờ. Hôn má lén. Là đúng không? Đúng rồi, hôn má. Không, anh là anh hỏi thẳng như vấn đề. Đúng rồi. Đớp môi. Đớp môi lúc nào cũng không nhớ, đớp môi chắc sâu lâu lắm luôn á. Em không có cho hôn môi đâu. Như là 5-6 tháng á. Có nghĩa là ngủ chung nhưng mà vẫn không hôn môi luôn. Không hôn môi làm gì luôn. Là bà giữ đúng không? Giữ lắm. Đừng không có cho. Rồi sao mà cho hôn môi vậy? Tụi em về chung với nhau à. Đó là em với vợ em là sống từ phòng riêng. Hai người không nhỏ bạn đâu. Tại vì sao nó ở với bộ nó. Như vậy là hai đứa là có sống thử với nhau trước. Dạ đúng rồi, thì bao lâu thì chính thức là đi về một nhà? Tụi lúc em quen nhau chắc cũng khoảng 1 năm. Mà gia đình có biết không? Quen nhau thì gia đình biết, sống thử thì không có biết. Nhưng mà gia đình em thì rất là thương chồng em luôn. Tại chồng em khá là hiền với lại thương em nữa. Coi như giấu cha mẹ chuyện sống thử đúng không? Dạ đúng rồi. Bữa nay biết hết rồi. Dạ. Tôi nghĩ là cái ngày đầu tiên sống thử là... Dạ. Là đêm đó là như là... Tới luôn rồi đúng không? Không. Đâu, không trời luôn. Ơi. Là bà vẫn không cho luôn. Không cho luôn. Không cho sao cho dạ. Ta vô ở chung? Là 4 tháng luôn á. Em hồi xưa em nghĩ là... Mình nói là phải để cho chồng mình kiểu vậy á. Ở chung thì cũng ngủ chung rồi không, ôm nhau đồ này nọ vậy thôi. Nhưng mà cái kia là không có cho. Sau này có một cái sự cố xảy ra. Thì lúc mà em với chồng em quen nhau là chỉ mới có lần yêu thôi, chưa có là vợ chồng. Bạn chồng em thì cứ nói chồng em vậy nè. Nói là nó không có thương mày đâu. Nó thương mày gì mà nó không cho mày. Trời ơi, bồ tao quen có mấy ngày thôi là đã này nọ rồi. Còn hả, bây giờ quen nhau gần cái năm trời nó không cho. Là cứ nói vậy với chồng em á, cứ khích chồng em vì bảo vệ em mà xém đánh nhau với bạn luôn. Thường thường là mấy người mà ở quê bạn chồng em là kiểu như hay binh bạn lắm, lúc nào cũng phải binh bạn chứ, ồ thì không có con này có con khác. Chồng em thì không có như vậy, mới quen nhau thôi nhưng mà chồng em thì rất là bảo vệ em luôn. Cứ sau đó em cảm thấy là xúc động quá, mình cảm thấy chồng mình khác với những người khác. Thì sau đó em tình nguyện, chồng em hoảng hồn chứ. Chồng em ý là suy nghĩ là bất tại sao lại như vậy, bất ngờ. Bữa đó nó nói em sao? Thì tức là về trong phòng thì con trai và con gái là anh biết rồi, con từng cũng đồng đòi nhưng mà tại thế nên nằm im, còn bình thường đòi lên đâu cho em hết ra liền, là bị hất liền à. Bữa hôm nay sao nằm im re. Nằm re là làm gì làm cũng tái ma tái máy vậy đó mà thấy im ru và ru luôn. Ừ, bữa đó xong rồi có sự cố xảy ra không? Mấy tháng sau là có bầu luôn, là bác sĩ báo cưới. Dạ, bác sĩ báo cưới mà trời ơi, nhà em á là em bên đạo, chồng em là bên lương. Xong rồi á đùng một cái có bầu là phải kiểu như cứ chạy á. Phát hiện là lúc ở trên này là được 3 tháng rồi. Tất tần tật hai vợ chồng phải lo là thủ tục ở trên này trước. Tại vì ở dưới quê nhà em như là gia đình em mà chưa có làm phép cưới cho nhà thờ, cha mẹ cũng không có đi đám cưới được luôn. Là hai chồng em phải lăn xăng làm ở trên này. Thì làm trên này xong lúc đó là bầu được hơn 3 tháng. Bụng rồi. To chưa? Lúc đó chưa to. Đến lúc cưới dưới quê mới to. Đám cưới trên này chỉ có hai người chị gái của em đi thôi à. Coi như là cô dì chú bác rồi ba mẹ không biết cũng tuổi thân rồi, là tuổi thân luôn. Phát hiện ra có em bé thì cái cảm xúc của em như thế nào? Em thì cũng hơi hoang mang một tí xíu. Ba mẹ em thì cũng cứ hối em lấy chồng, mà xong bên nội thì cũng vậy. Cái lúc mà quen nhau thì ông nội cứ nói chứ sao không để cho nó có bầu đi để cưới, kiểu tại vì nôn cháu á. Nhà chồng em lúc đó là có ba anh em, chưa có ai có em bé nên nôn cháu lắm. Xong rồi em thì cũng hơi hoang mang nhưng mà tại vì lúc đó cũng xác định rồi. Lúc đó thì lo cái khâu sau thôi, cái khâu mà mình cưới hỏi đồ này nọ để hợp thức hóa thôi. Rồi bây giờ mấy đứa? Ba đứa rồi. Hai trai một gái. 12 năm yêu nhau và cưới nhau. Dạ. Vậy thì sao bây giờ tới cái phần khui tật xấu đó? Chắc quên luôn hả? Có nhớ không? Nhớ nữa. Xấu chứ, có chứ. Có nôn nào đến cái phần này lắm đúng không? Em gặp chồng em á, xong chồng em ít nói lạnh lùng. Trời ơi, kiểu như Lee Min Hoo, mình kiểu như đàn ông mà lạnh lùng ít nói là mình thích lắm. Nhưng với chồng em thì ra ngoài thì thật ít nói thật. Nhưng ở nhà là thôi. Không nói suốt. Họ nói hai chồng nói hoài tối nhiều lúc hai chồng đi ngủ là phải nói là thôi ngưng ở đây nha. Ngưng ở đây để đi ngủ. Chứ mà hai chồng nói hoài là đến sáng luôn khỏi ngủ. Dạ, rồi ghiền game nữa. Trời ơi, ghiền game lắm. Trời ơi, em đập mấy cái điện thoại luôn. Đập mấy cái điện thoại của em thôi. Ghiền game mà không biết bấm cái này là cái gì mà có một gái trong đó nữa. Tức là hẹn nhau là chiều nay 5 giờ nha, chiều nay 6 giờ nha. Dạ. Đúng rồi, bình thường đang bấm cái em đi nghe, em nghe đứa nào hát ở trong đó. Trời ơi, giọng đứa con gái đang hát chắc là... Mẫu lần. Ồ, ý như là hát cho nhau nghe hay gì. Tự nhiên cái điện tử mà có nhỏ ngồi đâu đó hát. Rồi em nói không chơi nữa, mà vẫn chơi nha. Mà em đập mấy cái điện thoại luôn. Đầu tiên là em đập dốt thôi, tức là em đập để sửa. Mà cái cuối cùng điện thoại mới là em quyết định, em nói là bây giờ là 35 triệu. Với cái game này thì em sẽ xác định bỏ 35 triệu luôn. Em đập một cái, đập lên xong rồi chưa được cầm dây, đập xuống, đập xuống. Trời. Đập một xíu rồi gọi là không còn một cái miếng nào để cứu chữa nó luôn.
Là sau lúc đó là bỏ luôn đến giờ. Nhưng mà khi mà em đập điện thoại thì anh ấy có phản ứng gì không? Ngồi nhìn á. Không, chạy không quét rồi chắc nó cũng biết sai, Còn gì nữa không? Em muốn làm cái gì là làm nhanh. Thí dụ như cái việc này nè, em nói anh ơi chuẩn bị làm cái này nè, làm nhanh. Là nhưng mà để đó, hứa nhưng mà không có làm. Một việc mà nhắc đi 5 lần, 7 lần mới làm. Có khi nào mà hứa mà quên luôn không? Có, nhiều lắm. Mong muốn không thay đổi gì. Em sẽ lãng mạn hơn. Xong rồi những cái việc gì mà mình cần làm thì sẽ làm liền. Còn những thứ khác thì em cũng không cần gì hết. Tại vì chồng em cũng khá là tuyệt vời cho mắt em. Rồi nhanh nhẹn và lãng mạn. Nha. Rồi thời em tới rồi đó. Lên mình nóng tính, rất là thích sạch sẽ, gọn gàng. Nhưng mà lề thì bừa bộn. Sao mâu thuẫn vậy? Đi về là đồ dục lung tung, dục dày, dục lung tung. Em phải dọn hết. Mà sắp xếp không ngăn nắp là bà la. Đúng rồi, sang đây không ngăn nắp là la. Thích gọn gàng nhưng mà không có làm. Con người thích sạch sẽ nhưng bản thân bừa bộn. Lười làm á. Hay giận. Mỗi lần giận là em phải đi xin lỗi năn nỉ không à. Dỗ ba bằng cách nào? Dỗ chờ đi ăn. Rồi có hay nạt chồng không? Hay la chồng trước mặt người ta không? Trước mặt thì không có la, về nhà mới la thì, Có la trước mặt bối không? Có bối nó giận luôn. Bối giận á. Trời ơi, bữa trước là đi hai chồng đi với nhau không gây nhậu em nạt đó. Em vừa la lên cái nói mẹ tại sao mẹ lại như vậy? Mẹ không được la ba của con. Tại sao mẹ la ba của con vậy? Thay đổi thì em không muốn thay đổi gì, chỉ có vấn đề là anh á. Vợ em buổi sáng ngủ dậy muộn á, tối thức khuya làm việc á. Sáng dậy thì em cũng muốn vợ là ăn để cho khỏe, không chịu ăn để chưa mệt luôn, để đói quá, đói liệt luôn. Lúc đó là đâu có muốn ăn nữa. Cái đó là không được rồi. Không được. Tại sao vậy, em sợ mập hay sao? Không, tại vì em tối em làm việc đến trễ, đến như ngày mai dậy là 9:30 mới dậy. Thì tối thì ăn xong nhiều rồi quá. Nó bị dở bữa. Hai vợ chồng chia sẻ những cái điều mà anh cảm nhận được. Mặc dù là đó có những cái tật xấu này kia nhưng mà thấy nó dễ thương. Các bạn để có được hạnh phúc này là do các bạn lựa chọn. Chúc mừng các bạn đã tìm được nhau. Đó. Hạnh phúc là lựa chọn. Đó. Đúng rồi. Xin cảm ơn hai bạn đã đến đây chia sẻ câu chuyện. Thôi, mời quý vị chúng ta hãy cùng chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Wow. Trời ơi. Mời. Đẹp quá. À, chào chị Hồng Vân, chào chú Quốc Hận. Trời ơi. Cái gì vậy em? Lâu lắm rồi không té ghế đó. Sao vậy? Tức hết tức. Tức cái gì? Không. Em ganh ghét cái gì trong chuyện này? Tại sao vậy hả? Em ganh ghét cái gì? Tại sao chị có mua chuộc gì không mà sao mới vô cái cô dâu chơi em vậy? Chị mới gặp người ta mà đúng không? Dạ. Bây giờ sự thật sao thì là mình nói vậy đúng trời không? Trời đất ơi, trời đất ơi. Em chào lại đi, em chào lại cái này. Mà em giới thiệu về mình. Mình con là con là em tên là Dũng. Dũng. Wow, Dũng là tên Việt Nam. Tên Việt Nam. Dũng mấy tuổi, làm việc gì? Tên tiếng Anh là Josh. 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 Tên tiếng Anh là Josh. Em đến từ đâu? Từ American hay là England? Em là người Úc. Úc. Australia. Em bao nhiêu tuổi? 29 tuổi. 29 tuổi, em làm nghề gì? Em là kỹ sư. Kỹ sư kỹ sư về điện, về nước hay là về IT hay là về gì? Construction. Kỹ sư xây dựng. Kỹ sư xây dựng. Vậy giờ tới em. Dạ con tên con nữa hả? Em đi. Giận lắm rồi nghe. Em tên Như, năm nay 25 tuổi, em làm nghề spa. Spa. Dạ làm spa. Đẹp. Như ơi, anh muốn hỏi nè, cái làn da này của em á, là làn da là trước giờ hay là làn da nó có nhuộm rồi? Làn da trước đó là của em nó cũng màu, nó cũng nâu nhưng mà nó không có đậm màu như vậy. Là do sau khi mà có chồng á, với lại bên Tây người ta thích da nâu. Cho nên dưỡng nâu thêm cho nó đậm lên thêm. Thế mình làm spa mà bây giờ da muốn trắng hay là muốn nâu hay là muốn gì là do mình hết đúng không? Dạ, nhưng mà ở bên bển thì thấy đẹp. Còn ở bên đây lúc trước cũng có nhiều người nói trời sao cái anh này ảnh đẹp trai, ảnh trắng vậy mà ảnh có cô vợ này đen mà xấu kiểu vậy. Còn bây giờ thì con thấy thời đại 4.0 cho nên nó hơi open xíu. Cho nên thì mọi người cũng ok với cái làn da này. Có nhiều người thì thấy là thích, thấy lạ, khen đẹp. Còn có nhiều người ai nói Như xấu vậy? Ai vậy? Anh đang sang tay áo nè, ai nói em xấu vậy? Wow. Vợ của em á
quá trời đẹp đúng không? Đẹp. Very very đẹp. Beautiful đẹp right? Quá. Quá đẹp. Ai mà dám nói là em xấu hả? Em có thích cái làn da nâu của vợ em không? Do you like skin? Yeah. Yeah, đẹp. Yeah, đẹp, đẹp, yes, đẹp đúng không? Đẹp. Nhưng mà cái lúc mà lần đầu tiên em gặp Như á là Như chưa có cái làn da nâu nhiều như vậy. Nâu nhiều. No, before when you meet me, do you have like the I have like this skin or like why? When I don't really mind about a girl's skin color. It doesn't bother me. So if her skin was brown or white, doesn't matter. It matters about how she is as a person. Giống như là lần đầu gặp con thì cái da cũng nâu nhưng mà ảnh không có quan trọng về cô gái là cái làn da, chỉ là cái inside là cái tính tình tâm hồn đúng không? Rồi thôi bây giờ nè, anh rất muốn nghe cái câu chuyện tình yêu của các em. Lần đầu tiên hai em gặp nhau ở đâu và em ấn tượng gì ở Dũng và Dũng cũng ấn tượng gì ở Như? À, lần đầu tiên con gặp, con xin kêu cô đi cho nó quen. Tại vì cô Dân cũng chắc cỡ tuổi mẹ con. Mẹ con nhiêu rồi? Mẹ con 54, 55 á. Yeah, the same luôn á. Mẹ con tuổi Ngọ hả? Ủa, mẹ con tuổi Tức á cô. Tức là thua tuổi cô. À, vậy là cô lớn hơn hả? Đúng không ta? Sinh năm bao nhiêu? 6 mấy? 69 đó cô. À sao thua cô. Sao như vậy là không phải 69 đâu mà là tới 70 lần. Mẹ con là 70 tuổi Tuất. Dạ. Rồi. Là bằng em trai cô. Ok. Cứ xưng bằng con cũng được. Dạ. Rồi. Là gặp nhau, gặp cái anh này là bữa đó là con ngay chăng cái ngày sinh nhật của con. Đêm đó là con đi chơi, đi trong một cái quán bar, đi cùng đám bạn sinh nhật. Thì anh này anh đi chung với một anh kia nhưng mà không quen biết gì nhau hết. Chỉ là đứng gần bàn thôi, thì lúc đó từ xa là thấy anh này anh cũng có để anh nhìn thôi. Nhưng mà cũng nhìn anh là thấy ảnh hiền quá. Thường mấy cái anh mà người Tây á, người ta rất là phóng thoáng. Người ta thích mình là người ta tự chủ động người ta tới à. Rồi sau đó cũng vô tình là cái chị mà đi chung bàn của con á, thì anh quen với cái anh bạn của anh này. Cho nên hai người mới đi qua trò chuyện. Thì ở trong nhóm đó thì không ai biết tiếng Anh nhiều, chỉ có mình con biết tiếng Anh thôi. Cho nên mới tiếp chuyện với anh này, mới nói chuyện với anh này thì uống rồi say xỉn, sau đó rồi đi về. Mà anh ấy về không có cái liên lạc gì hết luôn. Mà con gặp ảnh là đêm thứ ba. Cái sau ngày thứ bảy là anh đi về nước. Rồi ngày thứ bảy là buổi trưa con đi uống cà phê. Ảnh ở cái khách sạn là gần ngay đó luôn, ngay chỗ Starbucks. Đi xuống luôn, ảnh chuẩn bị đi ra sân bay. Thì vô tình con vừa xuống taxi gặp ảnh, vừa bước xuống là hai người gặp nhau mà kiểu mà nhớ mãi mãi, mà nhớ hoài không biết gặp ở đâu. Tại vì đêm đó là ban đêm gặp nhau là lộng lẫy lắm. Còn bên ngoài thì bình thường không có được đẹp. Cứ nhìn hoài cứ nhớ anh này mà mình gặp trong cái thời gian là không có được kiểu sai á cô, không có được tỉnh táo một xíu. Cho nên đứng nhớ hoài, hồi mới nhớ trực ra là gặp nhau cái đêm đó. Thì mới lại nói chuyện, thì ảnh nói là anh chuẩn bị anh về nước. Thì hai người ngồi nói chuyện đâu khoảng 2 tiếng. Thì mới nói chuyện rồi xong rồi ảnh mới xin Facebook của con. Rồi về bển mới bắt đầu tiếp chuyện, đi nói chuyện. Là... Dạ dạ. Còn Dũng á, là khi mà Dũng, when you meet her, you fall in love with her. What when, about me? Like, what make you like think like? When I first met her, em thấy em nhìn chăn chó. Nhưng mà chó. Nhưng mà trời ơi, đẹp quá. Tiếng Việt không rành nhưng mà tiếng lóng rành quá ha. Chảnh chó rồi đó. So I'm curious, more curious about her and I want to get to know her more. But I felt instant attraction straight away. Anh nói là giống như là thường là ảnh cái kiểu cũng đẹp trai. Anh thấy thường ở Việt Nam là mấy cô gái gặp ảnh là kiểu thích hay là tấn công. Còn con thì gặp ngay cái kiểu chảnh chó không quan tâm. Cho nên ảnh tò mò, ảnh muốn tìm hiểu thêm. Ôi, đợi xíu. Ok. Rồi quay nón nhiều rồi, quá, keo nằm dính. Quay nón nhiều quá. Rồi, như vậy là sau đó thì là ảnh về nước ảnh. Dạ. Thì ở, ảnh về bao lâu em? Ảnh về đâu 3 tháng. Là 3 tháng, người. Trong 3 tháng là hai người là chắc chắn là phải là nhắn tin. Nhắn tin rồi. Từ khi ảnh về bển là hai người nói chuyện mỗi ngày luôn. Liên tục đúng không? Liên tục từ sáng tới tối luôn mà nói mỗi ngày. Nhưng mà không phải là
hai người không có nói là phải yêu nhau hay là gì hết, với cái mức là bạn bè. Tại vì trong thời gian đó là con vừa mới chia tay bạn trai cũ, ảnh thì ảnh cũng mới vừa chia tay với bạn gái, vừa mới chia tay khoảng một tuần luôn. Cho nên hai người đang muốn tập trung cho công việc, không có muốn mà phải... Tức là muốn là bạn bè chia sẻ những cái trong cuộc sống, những cái này kia kia nọ thôi, chứ không hề nghĩ tới cái chuyện là mình tán tỉnh nhau, đúng không? Cũng biết có cái cảm giác thích nhưng mà sợ, không dám muốn đi sâu hơn nữa. Rồi. Rồi, rồi để hỏi, khi mà Dũng xa Vi á thì Dũng có nhớ không? I was scared of the love. You miss her when you lay farther away from me. Do you miss me? Yeah, yeah. When we first started talking, I started to get really lots of love for her, instant attraction, and it started to scare me at first, sir a little bit. Yeah, but then I didn't fight my feelings, and I knew I had to make it work with her. So that's when I moved to Vietnam, then decided to som in Vietnam. Về quyết định luôn đó là sau đó là về sau 3 tháng là về Việt Nam luôn. Dạ không có, giống như là lúc đầu anh gặp con thì anh cũng có cảm giác là yêu nhưng mà sợ phải, tại vì công việc ở bển. Nhưng mà lúc đầu con gặp ảnh thì con nói là không muốn yêu xa, tại vì mới vừa kết thúc một cuộc tình yêu xa, thấy không có kết quả, sợ phí thời gian, cho nên không muốn yêu xa. Thì sợ hai người mới dạ nó sợ mất con, Dũng sợ mất con dạ chuyển về đây nó làm dạ, rồi ảnh cũng âm thầm ảnh chuyển về đây luôn. Anh không có nói, anh không hứa với con điều gì hết, nhưng mà lúc đó là chỉ hai người không có nói là yêu nhau hay là hứa hẹn gì hết, chỉ là tâm sự thôi, là tại sao mà chia tay kiểu vậy. Đó thì ảnh mới, ảnh nói là ảnh gặp con là ảnh có cái cảm giác giống như là có cảm giác gì khác với mấy cô kia mà anh từng quen. Cho nên hả, ảnh quyết định ảnh về đây. Rồi sau đó thì là sau 3 tháng là ảnh về đây. Sau 3 tháng xa nhau là ảnh về đây. Rồi bao lâu thì ảnh mới bắt đầu coi như là tỏ tình và muốn em là bạn gái của anh? À, sau 3 tháng anh về đây là mới gặp nhau, là một tuần đó gặp nhau là để bắt đầu tìm hiểu thôi. Rồi xong anh về đây được một tuần, ảnh về bển lại. Về bển lại anh mới bắt đầu là anh nói là anh yêu con, anh muốn là đi sâu hơn nữa, anh muốn nghiêm túc cái mối tình này. Thì con mới nói là thì mình để nói chuyện từ từ đi, bây giờ con cũng biết là có cảm giác yêu nhưng mà có cái gì đó cứ sợ cái tới không tới mà lui không lui, cứ vậy hoài không tới đâu á. Dạ đúng rồi, cái mới ngừng nói chuyện đâu khoảng một tuần, ngưng nói chuyện khoảng một tuần, rồi xong rồi ảnh mới nói thôi mình cũng làm bạn đi. Con cũng nói thì đâu hồi đó giờ đâu có nói yêu nhau đâu mà làm bạn là làm bạn mà. Cái xong mới không nói chuyện tuần, cái xong rồi tuần sau đó ảnh mới nhắn tin. Ảnh mới nói thiệt là ổng đừng có suy nghĩ mà con cái mối tình kia không tốt, thì đừng có suy nghĩ cái người khác như vậy, mình phải mở ra một xíu. Đó thì cho ổng cơ hội để giống như là ổng sẽ chứng minh ông con chứng là tỏ. Nhưng mà ổng không hứa với con điều gì, ổng sẽ làm. Cho nên 2 tháng sau ảnh qua thăm con được một tuần, cái 2 tháng sau qua nữa xong là bắt đầu ảnh quyết định về đây luôn. Mà ảnh về đây mà con không biết luôn. Vậy hả? Ảnh về đây con cũng tưởng đó là qua thăm con, nhưng mà ảnh đem quá trời đồ luôn. Cái con mới hỏi ủa chiếc này qua bao lâu, ảnh mới nói là qua ở luôn. Nhưng mà lúc đó con cũng cái cảm giác con cũng sợ, tin khoảng chừng 50% thôi. Đến khi nào thì em mới tin tưởng anh hoàn toàn và chấp nhận anh? Chắc từ sau cái vụ dịch này á cô. Có nghĩa là chuyện xảy ra là cách đây bao lâu? Cách đây khoảng năm rồi là trước khi ảnh qua là tháng 8. Tháng 8 ảnh qua anh ở, xong tới tháng 12 anh về bển, ảnh ngay trăng Tết ở bển á. Là xong rồi ảnh về bển xong ảnh xin cái giấy độc thân. Ảnh xin cái giấy độc thân mà ảnh cũng hai người không nói là phải cưới nhau hay gì hết. Mà tự nhiên ảnh âm thầm ảnh xin cái giấy độc thân, cái ảnh qua bên đây, cái ảnh mới nói là xin visa mỗi lần, tại vì visa của ảnh ở đây là visa du lịch 3 tháng xin một lần. Ảnh nói làm gì mất thời gian rồi này kia, mình nghĩ là mình có cái giấy mà kết hôn á là mình sẽ được visa 5 năm. Con mới nói thôi cái đó để em suy nghĩ, tại vì mới hai người mới về sống chung mà. Cho nên chưa có tin tưởng gì nhiều mà con sợ kết hôn nữa. Cho nên hả, ở từ từ rồi mới có. Mình thấy anh này kiểu anh hay giỡn, anh hay chọc ghẹo, mình thấy kiểu anh còn nhỏ so với cái tuổi con, thì con thích đàn ông chững chạc khoảng chừng 35 tuổi. Mà từ từ ở thì thấy anh này cái tính ảnh
anh trẻ, anh vui, anh hay giỡn, nhưng mà cái tính anh thì cực kỳ đàn ông. Cho nên con ở con cảm thấy con làm thoải mái mọi chuyện, cho nên mới quyết định là kết hôn. Bao lâu thì tụi con ở chung với nhau? Lúc ảnh qua đây là ở chung liền luôn. Là cái lần mà dọn đồ về ở luôn đó. Dạ, lúc đó cũng có nói là con nói là không ở chung, tại đó giờ con không ở chung với ai. Nhưng mà tự nhiên sau ấy ảnh này ảnh qua đây vì mình một mình. Cái mình vừa đi thuê nhà đồ cho ảnh, cái vừa con đi vừa đi về. Xong rồi về nhà mà sao ổng cứ nhắn tin hoài mà thấy cũng tội nghiệp. Tại vì qua đây vì mình không có bạn, không có ai ở đây hết. Cái cứ dạ đúng rồi, cái cứ qua ngày đem một bộ đồ, hai bộ đồ qua từ từ rồi ở chung luôn. Ảnh thể hiện như thế nào? Ảnh nói như thế nào mà em đồng ý em về em sống chung không? Anh không có nói gì hết á, giống như là thấy ảnh một mình tội nghiệp rồi cứ qua chơi rồi ở gần nhau rồi qua chăm sóc rồi. Dạ, tại vì ảnh về đây vì con, ví dụ như ảnh về đây là ảnh công việc rồi mình gặp ảnh ở đây thì khác. Còn ảnh gặp mình ở đây từ ở bển ảnh chuyển về đây ở với mình mà hai người cũng có cái cảm giác gì đó giống như là có thể gắn bó rồi. Dạ đúng rồi, mới gặp nhau mà ở cái chừng được một tháng mà cảm giác giống như là quen nhau đã 1-2 năm thì tôi coi như là cũng nợ nần đó, kiếp trước rồi gia đình con làm hụi đó, rồi ông cũng có chơi hụi kiếp trước đó. Nhà con chắc cũng thiếu mấy đầu dây hụi của ông đó. Như rồi anh hỏi Chót, anh hỏi Dũng nha, thấy cái nụ hôn đầu tiên mà Dũng tặng cho cho cô ấy đó là dịp nào? When I first moved over, khi lần đầu chuẩn bị qua đây á, chuẩn bị yêu nhau when qua đây. When we seen each other at the airport. Ngoài sân bay lần đầu tiên. Em có bất ngờ không Như? Dạ không, thấy cái đó là bình thường đối với người nước ngoài. Tại con á, thì hồi đó giờ con có bạn trai toàn người nước ngoài không mà. Cho nên cái mấy cái chuyện đó nó cái bình thường. Bình thường. Cái phong tục đó. Phong tục nó bình thường. Rồi. Như vậy là mà có nghĩa là mình ở sống chung với nhau bao lâu thì mình đi đăng ký kết hôn? Có đăng ký kết hôn chưa? Có, con đem làm giấy tờ trong năm nay mà chưa có xong hết. Tại vì dịch đó, là trước đó ảnh xin cái giấy độc thân qua bên đây mà ảnh kêu con là đăng ký, nhưng mà lúc đó con chưa có tin tưởng anh này 100% nữa. Cho nên con cũng dần dừ thì sau 6 tháng đó thì cái giấy đó nó không còn hiệu lực nữa con. Rồi xong rồi lúc đó con thì con mới chịu là ok đăng ký giấy kết hôn thì nó không còn hiệu lực nữa. Rồi bây giờ đang đợi ở bển gửi giấy qua rồi đặng làm. Nghĩ là chắc cũng gần xong. Nhưng mà mấy người bạn trai trước đó, mấy người bạn trai trước của Như á thì Như có dẫn về ra mắt ba mẹ không? Có. Nhưng mà không có, con quen nhau cỡ chừng 3 tháng là dẫn về. Ai cũng vậy, tại vì gia đình cũng thoáng, mình xác định cái mối quan hệ nào á thì mình phải cho gia đình biết. Con Dũng. Dạ cũng Dũng vậy sợ luôn không? Chú. Dũng mà lần đầu tiên đến nhà Như gặp ba mẹ, Dũng có sợ không? Do you scare first time you come to my home? Sợ quá. Sợ quá. Just because I've never met, I wasn't sure about the Vietnamese culture so much when I met her family. So it was a big change for me. But her family was very welcoming. And là hồi đó giờ anh chưa có tiếp xúc với văn hóa gia đình Việt Nam á, cho nên cũng sợ không có biết văn hóa nó như thế nào. Sợ nói không hiểu. Với lại gia đình con cũng dễ cho nên anh ok, anh không có sợ. Nhưng mà hôm đó là Dũng đâu có nói được câu tiếng Việt nào đúng không? Dạ chưa, cô không biết được tiếng Việt. Dũng là chỉ có nói chuyện với ba mẹ là thông qua Như thôi đúng không? Dạ, nhưng mà bây giờ thì nói chuyện được chút xíu. Hai mẹ con gọi FaceTime. Nhưng mà tiếng Việt á là Dũng có đi học ở một cái lớp nào không hay là em dạy cho Dũng? Dạ có, tại vì sau khi mà lần đầu tiên về gia đình con để tìm hiểu để ra mắt gia đình á là ảnh bắt đầu là ảnh xin con học tiếng Việt. Anh nói là ảnh muốn xác định ở Việt Nam rồi, là xác định có cái gì đó rồi là phải biết tiếng Việt với lại nói chuyện với bố mẹ con. Cho nên ảnh đòi học, nhưng mà trong thời gian đó con cũng không cho anh học nữa. Anh năn nỉ hoài mà con không cho. Rồi xong mà mới nói nếu như mình suy nghĩ kết hôn mình ở với nhau phải biết tiếng Việt để cho nói chuyện với ba mẹ. Rồi cuối cùng là bây giờ là Dũng học tiếng Việt từ ở đâu? Từ dạ, cái nguồn có nào? Cô giáo lại nhà dạy. Sao học tiếng nhưng Việt? Nhưng mà tiếng Việt khó quá. Khó quá, đó là định hỏi đó. Có biết bài hát tiếng Việt nào không? Tiếng Việt. You can you sing Vietnamese hát được cô? Yeah, được.
Bài nào? Bài nào? Bài gì? Bài How What You Need to Sing. Oh, I need the song. Phải có nhạc mới hát được. Ví dụ bài nào? Chỉ cần nói biết bài nào. Tình yêu. Tình yêu. Tình yêu, tình yêu. Tình yêu là của ai quên à? Tình yêu của Phan, Phan, Phan Đăng gì đó. Hương Ly. Phan Như Anh à? Ồ. Yeah, là dạ, hát được hát được vài câu hát cho anh nghe. You just sing like a short one. Okay. Không có nhạc không nhớ hả? Không nhớ đúng không? Có nhạc là nhát hát. Nhưng mà nó nghe nè, ổng rành tiếng Việt đến nỗi mà có bao giờ mà nói xấu vợ bằng tiếng Việt chưa? Trôn em á, có khi nào trôn con bằng tiếng Việt không? Cũng có, nhưng mà ảnh gành tiếng Việt nhưng mà chỉ biết mấy cái câu mà tầm bậy tầm bạ thôi à. Ví dụ câu really? Coi như câu gì? Giống như hôm bữa chảnh chó là biết rồi đúng không? Chảnh chó. Chảnh chó em cù bắp. Ồ cù bắp em. Em cù bắp. Đó. Rồi xong rồi hả? Cái gì em ngu ngốc kiểu vậy, không biết mấy cái từ. Nói đi Dũng, nói thử đi. Dũng cho anh vợ thử vài câu coi Dũng. You just say bad word. Yeah. Yes, like something. But don't not really. Not really bad. Oh well. What? Cái gì không nhớ hả? No, okay. I know too bad. Rồi. Vậy thì là các em là cho tới bây giờ là các em đã chính thức là vợ chồng là bao lâu rồi? Là 2 năm. Được 2 năm rồi. Dạ. Rồi. Rồi bây giờ là bắt đầu đến cái phần vui nè. Phần ổng có lòi ra tật xấu gì không? Con không biết cái này là phải tật xấu hay là không. Nó xấu mà là nó tốt. Là hay bực bội ổng. Ở nhà cô là quá điệu. Quá điệu hả? Là cái tật đó là hay bị mình bực bội. Con thì cái tính con chậm chạp, con cũng lâu. Mà gặp anh này, anh chờ anh còn hơn mình nữa. Cái đâm ra mình bị quạo. Ở nhà thì là không bao giờ mặc đồ xấu. Mà lúc nào cũng tóc là phải mướt, bóng, bẫy. Cái kiểu đôi khi mình thấy mà chỉnh chu quá nó giống BD đó cô. Hiểu không? Dạ. Do you understand? Giống như đang đói quá trời đói, order đồ ăn. Cái rap người ta đợi dưới cái đi xuống lấy thì thay vì mặc đồ ở nhà mặc áo thun bình thường thôi. Đi xuống đi không chịu. Vô thay đồ cái xịt nách, xịt nước hoa rồi tùm lum hết trơn, làm hơi nó bị lố quá. Cái con cảm thấy con bực bội là hay cãi nhau mấy cái chuyện đó lúc ban đầu. Vậy đó hả? Xuống gặp shipper mà cũng coi như là cũng đánh quần đánh áo nữa. Một ngày là thay 4-5 bộ đồ. Wow. Rồi công việc nhà thì ai làm? Công việc nhà thì có chị giúp việc nhưng mà làm hai người coi kiểu con cũng hơi khó chịu. Con làm phải vừa ý. Ông này em cũng khó chịu nhưng mà ông không bao giờ ông làm. Khó chịu, kỹ tính nhưng mà không có làm. Hiểu không? Hiểu không Dũng? Không hiểu. So không like, you disagree cool, you like to clean or anything but you never do. I do, I clean the house or something. Xạo. Yeah, xạo. Xạo. Xạo mà. Rồi, còn đợt xấu gì nữa không nè? Đợt xấu gì? Nghĩa là cưng vợ quá mức, có cưng vợ dữ không? What bad things about me? Yeah. Chiều là con nói thiệt là không có anh nào mà con nghĩ không có anh nào chiều vợ như anh này luôn. Bởi cái lý do đó là con mới xác định, con cảm thấy thoải mái, con mới xác định kết hôn với ảnh đó. Mình ở cảm thấy thoải mái lắm, muốn đi chơi với bạn hay là muốn đi đâu, muốn làm gì làm, anh không nói tới. Có ghen không? Không bao hề ghen luôn cô, kiếm ghen không ra luôn. Vậy hả? Tin tưởng vợ. Rồi Như ngược lại, Như có ghen ảnh không? Con cũng không có ghen, nhưng mà có cái thời gian anh mới về Việt Nam á thì hai người cũng có chơi TikTok á, cũng nổi ở trên đó cô. Rồi cũng có mấy chị kia nhắn tin. Nhưng mà ảnh hay kết bạn đồ với ảnh, còn ảnh thì anh hiểu, anh nghĩ ở bển thì cũng bình thường. Mà anh này thì cái tính anh không có mấy cái chuyện mà gái gú gì đó. Cho nên hả, anh kết bạn con thì con lại không thích, giống như là ảnh kết bạn với cái người nào đó, ví dụ ảnh không hiểu nhưng mà người ta nghĩ cái anh này ảnh chắc ảnh cũng thích mình, cho nên ảnh mới chấp nhận. Mà còn cái anh này thì ảnh lại nghĩ cái đó là lịch sự. Cho nên cũng có cãi nhau vấn đề đó chút đỉnh thôi phải không? Dạ, bây giờ còn không? Dạ không, hết rồi con. Rồi bây giờ tới Dũng. What are bad things about you, right? Kể bằng tiếng Việt luôn. Nói nhiều nhiều hả? Em thúc giận quick. She get angry. Nhanh. Bực bội. Nhanh tức giận, nhanh bực bội. Đúng không? Very mà quick, nhanh, nhanh. Mỗi But... lần tức giận thì cô ấy thể hiện như thế nào? Thể... Just say anything. Because she gets so angry, I need to calm her down. I need to go, calm down, calm down. But yeah, sometimes she just gets so angry too quick. And I don't know what to do sometimes. But I'm very patient, so... That's why we work. She gets angry and I'm patient.
Ông nói là ông rất là kiên nhẫn khi ông ở với con. Thì con là cái tính giống là như đàn ông vậy đó, còn ông này cái tính ông như phụ nữ vậy đó. Hai người nó trái ngược nhau. Ông không bao giờ biết tức giận. Còn con là cái chuyện gì mà không phải cái đùng 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 lên. Xong rồi 5 phút rồi thôi à. Tại vì là hiểu rồi đó, là nóng tính nè. Dạ. Nóng tính nè. Rồi còn cái gì nữa? And what's up? Always mua 1L. Buy clothes all the time. Can you speak Vietnamese? Cái gì? Mua 1L. Là gì? 1L. Mua quần áo nhiều. Mua quần áo nhiều lắm. 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 Online. Online shopping. Trời ơi. Dũng ơi, mỗi lần mà cô ấy giận, thường Dũng làm cái gì để cổ hết giận? When I'm angry, what you do to make me calm down? I need to leave her alone. I need to leave the house sometimes, or just try to be nice, or I try to talk you down. Giống như là ví dụ như con giận người khác á, thì ảnh ở đó anh giống như ảnh khuyên, ảnh calm down xuống anh nói chuyện. Còn mà con đang giận ảnh á, thì là anh phải đi ra chỗ khác. Anh không có ở đó, anh càng nói là nó càng cái câu chuyện nó đi xa hơn. Chứ không có chọc ghẹo con để cho con bớt giận hả? Có, là giống như là lúc đầu anh hay chọc ghẹo, là anh hay làm trò làm này làm kia, nhưng mà con đang giống như là làm mặt cười, làm mấy cái chuyện như con nít vậy đó. Mà con thì con không thích đàn ông cái tính kiểu như nít, mà mình đang quạo mà thấy cái mặt ổng vậy nó còn quạo hơn nữa. Cho nên hả, con thấy không có vui. Đâu cái mặt ổng làm sao đâu. What like you try to make me happy, like smiling when I'm angry? Your face do it. What? Your face. Just smile at you. No, what like you do, you like you. Hey. You do something like that. No. Đâu sao sao? I'm sorry. Like, what do? I don't even know my face. Rồi, còn tật xấu gì nữa không? What but, bad thing? That's a bad thing that you get angry, but your mood can change so quick. What is it? Sang thay đổi nhanh. Sang sang nóng chiều mưa. Sáng nắng chiều mưa. Sáng nắng chiều mưa. Học rất là nhiều. Nói chung là mấy cái nghĩa cùi gốc là anh học rất là nhanh. Sáng nắng chiều mưa. Rồi bây giờ Dũng muốn vợ mình thay đổi điều gì? What you need me to change? Just try to be a little bit more patient when you don't know something and not get angry too quick. And then I'll try not to annoy you as well, and then we'll be good. Là giống như là con phải cố gắng tập tính kiên nhẫn, không có quá dễ tức giận á, phải suy nghĩ cái đó rồi hả tức giận. Hay nổi điên đó. Dạ, còn ổng thì ổng sẽ cố gắng thay đổi để không có làm phiền con hay nữa. Nhưng mà còn con muốn Dũng thay đổi gì không? Thì con chắc muốn ổng thay đổi kiểu không có làm phiền con, bớt cà gỡn lại cô. Tức là phải chững chạc lên, gọi là sao, đàn ông gentleman lên hả? Là chứ không có baby nữa à? Dạ, với lại không có play game much. Chơi game. Không có chơi game. Chơi game. Em nói với Dũng đi, nói với Dũng đi, Dũng hiểu đi. I want you to change, like not play game much. Rồi cái kia nữa. And but like not bd too much, like bd not bd. Rồi trời ơi, là cảm ơn Như với lại Dũng tham gia chương trình này nha. Dễ thương quá, hai người quá dễ thương. Cuộc sống của con giờ quá hạnh phúc rồi. Chỉ có chút là như thế này và hơn như thế nữa thôi. Nghe. Rồi, xin cảm ơn hai em đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Thank you very much. Con chờ xíu nha, xong rồi mình bốc thăm trúng thưởng. Dũng nãy sao không làm vụ BD Dũng? Con. Như nãy kêu Dũng làm vụ BD. You do BD like this one more time. Oh, yeah.